20 minutes later. Dạ chị ơi, chị đã chọn được mẫu nào chị thích chưa? À chưa, dạo này lao lực công việc quá, nhan sắc cũng hao mòn đi nhiều. Da dẻ chị hồng hào mịn màng vậy, em biết chắc chị là một người rất biết chăm sóc bản thân mình. Thật á? Thôi đó, chị biết mà. Hay là em chọn cho chị thứ gì mà chị cần ở đây đi. Ủa? Ừ. Chắc chắn là thứ này rồi chị. Dạ, máy lọc nước cao cấp Pro Panasonic cung cấp chất lượng nước tinh khiết tốt cho sức khỏe và làn da của chị. Tinh tế đấy, nhưng mà chắc cũng chỉ lọc nước bình thường đó chị. Dạ, khả năng lọc rất là phi thường đó chị. Gồm có 7 lõi lọc và 11 màng lọc, không những tốt mà còn đảm bảo tiêu chuẩn khắt khe của Bộ Y tế về hiệu quả loại bỏ vi khuẩn và virus đó chị. Thiết kế này á, tối giản mà lại tinh tế, sang trọng với mặt kính mờ chống bám bẩn, cường lực chống xước gấp 4 lần so với mặt kính thông thường khác. Chị, em phải công nhận là chị có mắt nhìn đó nha. Cái nhân viên này cũng khá quá nhỉ. Dạ em cảm ơn chị. Nhưng mà chưa hết đâu chị. Đây chính là thiết kế viền râu gold trang nhã phù hợp với phong cách sang trọng của chị. Tốt. Đủ rồi em. Dạ. Lấy cho chị 10 chiếc. 10 chiếc. 10 chiếc, 10 chiếc. Khi mà chị đã thích rồi đó thì 10 hay 20 cái á chỉ là con số thôi. Dạ, em cảm ơn chị. Panasonic đảm bảo thích. Panasonic.